nhóm thành viên hội vỡ nợ đột nhập biệt thự, cướp 1,1 tỷ đồng. Các đối tượng quen nhau trên nhóm Facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều và rủ nhau đột nhập vào biệt thự của người dân để cướp tài sản lên đến hơn 1,1 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng Công an quận 10 hai khám phá nhanh và bắt giữ nhóm cướp nguy hiểm. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tiến, 33 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ quận 12, Lê Văn Sĩ, 26 tuổi, quê Kiên Giang và đang triệu tập Đỗ Văn Tuấn, 28 tuổi, quê Nam Định, tạm trú Đồng Nai để điều tra về hành vi cướp tài sản. Được biết, nhóm đối tượng không có công an việc làm ổn định, quen biết nhau trên nhóm Facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Trên nhóm Facebook này, Tiến đăng status dù những người khác đi cướp tài sản nhắm vào các biệt thự ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Lúc này, Sĩ và Tuấn liên hệ để tham gia. Sau đó, Tiến đi khảo sát chọn những biệt thự ít người ở để làm mục tiêu gây án và cuối cùng chọn biệt thự của gia đình bà Trần Thị L, 56 tuổi ở đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, Tiến cùng Sĩ, Tuấn thống nhất gây án vào tối ngày 29 tháng 4. Để thực hiện kế hoạch, Tuấn mua 3 con dao, 1 cuộn băng keo, 4 đôi găng tay y tế, 1 bình xịt sơn đen. Theo kế hoạch, cả nhóm bàn bạc đột nhập vào nhà bà L, dùng bình xịt sơn đen để che camera an ninh rồi khống chế toàn bộ những người có mặt trong nhà để cướp tài sản. Tuy nhiên, trước khi lên đường thực hiện kế hoạch thì Tuấn đổi ý không tham gia, còn Tiến và Sĩ vẫn đi. 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, cả hai có mặt trước nhà bà L. Tiến đứng ngoài cảnh giới để Sĩ lẻn vào biệt thự từ hướng cổng chính. Lúc này, lái xe cho gia đình bà L phát hiện, báo công an. Khi Sĩ đang lấy túi sách của bà L có số tiền 1,1 tỷ đồng, thì lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự cùng Công an quận 12 và lái xe của gia đình bà L đã phát hiện, bắt giữ.